chỉ ơ mình nắm tay thôi. À, lo ra cái vụ nắm tay kìa. À, tự động nắm hay là nắm tay thì em gạt thấy hết rồi. Ví dụ trên cái đường đó thì xe để nhiều quá thì mới đi xuống dưới đường đó, đi dưới đường thì em đưa tay thôi, giả bộ nói xe kìa thì em nắm tay rồi nắm luôn đi đi thôi. Mà đã dính vô tay Quang rồi, nghĩ sao Quang buông ra rồi. Để hỏi tiếp nè, rồi lúc mà dụ hôn đó vậy trên một tràng pháo tay đón chào họ. Chào hai em. Dạ. Em có bị căng thẳng không? Không. Có cảm thấy run không? Không. Đẹp trai quá thiệt. Thôi, mời em giới thiệu với mình. Dạ, em tên Đào Tuấn Hoàng. Năm nay em 22 tuổi. Em đang làm gì? Dạ, em đang làm phụ bếp. Rồi, mời em. Dạ, em tên là Lâm Đức Vinh. Em 22 tuổi, em đang làm nhân viên bán hàng. Ủa rồi sao mà một người ở trong bếp, một người đi ngoài đường sao gặp được ta? Hay vậy? Kỳ quá. Thiệt chứ, đúng không? Hai cái công việc không có liên quan á. Cơ duyên nào các bạn lại gặp nhau? Dạ thì cách đây 5 năm á thì tụi em có chơi ô la. Rồi cái thấy nick thì thấy hai đứa giống nhau, ảnh thì nhóc gà, em thì bé gà. À, cũng gà, bé gà. Ồ, lấy hai tên gà luôn. Trời ơi, cái mặt lại giống rồi mà lại cái nick nó cảnh giống. Rồi tiếp theo là sao? Dạ thì ảnh nhắn tin nói chuyện, xong rồi khoảng một tuần sau á thì ảnh hẹn đi chơi. Lúc mà em gặp bạn này á là em thấy bạn này đẹp gái không? Lúc mà em gặp á thì em thấy dễ thương thôi, nhưng mà lùn mà được cái ít nói. Ừ. Em thấy vậy em chịu rồi. À chịu. Ờ. Mà hai đứa này nó giống nhau đến độ mà ừ đó, cái lăng khểnh nó cũng giống. Em sao? Em thấy chồng đẹp trai không? Lúc mà nói chuyện ở trên ô la á thì thấy ảnh gửi hình á thì trắng, mà tóc á thì gọn gàng, nhưng mà lúc mà gặp ở ngoài thì đi xe độ. Ừ. Rồi tóc thì cắt bên đây một bên, rồi để mái dài xuống, rồi vừa đen vừa ốm vừa xấu nữa. Ừ. Vậy thì cái ngày mà đầu tiên đi chơi đó là em leo lên chiếc xe độ của anh đi luôn đúng không? Dạ em vừa sợ vừa run, em cũng không muốn leo lại, muốn đi vô nhà lại. Ảnh thì anh nói thôi giờ đi đại, cái leo lên thì đại luôn, mà sợ trong lòng thì sợ. Sợ mà vẫn leo lên đi. Rồi có lũi ổ gà không, chơi chiêu á? Không, không có lũi ổ gà. Lạnh kêu ôm. Anh có kiếm ôm. Trời ơi, lần đầu tiên gặp nhau kêu ôm luôn rồi. Sao em có ôm không? Nó không ôm, bỏ giữa đường, giờ sợ quá ôm luôn. Trời ơi. Con nít quỷ. Rồi bữa sau vụ tới cái gì? Cũng nhẹ dạ thiệt luôn. Mà lần sau là có vụ ôm không? Hay là tự động ôm? Dạ tự ôm. Rồi sau khi ôm rồi đó, không có vụ gì tiếp nữa không? Dạ không. Thiệt không? Dạ thiệt. Có vụ gì không? Chỉ mình nắm tay thôi. À, lòi ra cái vụ nắm tay kìa. À. Tự động nắm hay là nắm tay thì em gạt thấy hết rồi. Ừ. Ví dụ trên cái đường đó thì xe để nhiều quá thì mới đi xuống dưới đường. Đó, đi dưới đường thì em đưa tay thôi, giả bộ nói xe kìa thì em nắm tay rồi nắm luôn đi đi đi. Trời ơi. Mà đã dính vô tay Quang rồi, nghĩ sao Quang buông ra. Rồi để hỏi tiếp nè. Rồi lúc mà dụ hung. Đó giờ em chưa hung ai hết. Ừ. Bà xã là lần đầu tiên luôn. Ừ. Nên thôi nó thôi giờ nhắm mắt hung đại. Mà hôn đâu vậy? Hôn ngày má rồi. Thì đúng rồi, hôn ngày má là quá lắm rồi. Đó em cảm thấy sao Vinh? Thì em cũng vừa run vừa sợ. Em sợ làm gì vậy. Rồi sợ quá bỏ về hay là như thế nào? Lúc đó là cái cảm giác của em là nó làm sao? Hôn nó cứ giống như trên phim không? Có ngon miệng không? Hay là... Trời ơi ngon miệng nữa. Chứ hồi nhỏ tôi coi phim thấy mấy người mà trở nên hôn nhau cho nó đẹp mà nó lãng mạn mà nó tuyệt vời chứ sợ luôn. Ngon miệng nữa là hôn làm gì ăn cũng thiếu. Trời ơi dễ thương. Hôn xong rồi đi đâu? Dạ thì hôm đó là đồng ý quen, thì quen khoảng 5 năm. Nhưng mà tụi em mới có 21 tuổi mà tụi em cưới như vậy là có thấy là cái tuổi của em là còn quá trẻ mà cưới như vậy là quá sớm không? Thì em nghĩ giờ em cũng còn có mình à, gia đình em còn có mình em à, nên em nghĩ chắc cưới sớm đi cho mẹ em vui. Với lại quen lâu quá rồi em sợ vua. Nhưng mà sợ vua hay em sợ vua? Tức là mấy anh mấy chị là lấy chồng lấy vợ hết rồi, là còn mình anh em thôi, cho nên cho mẹ yên tâm luôn đó, con lê cho rồi đi ha. Em có nói cái điều này với vợ em biết để vợ em đồng ý lấy em không? Có chứ, em nói hoài. Có nghĩa là em cưới là em phải dụ vợ em đúng không? Anh cứ nói thôi giờ cưới đi, giờ quen lâu quá rồi không cưới em muốn quen người khác được đâu. Nhưng mà bên gia đình bên em cũng đồng ý liền hả? Dạ dạ đồng ý. Vậy cũng tại tốt vì cũng biết 5 năm rồi mà. Dạ. Đúng không? Ủa giờ là hai tụi em là ở riêng hay là ở chung với bên ba mẹ bên nào? Dạ ở bên với ba mẹ em. À ở rể đúng không?
Vui không? Vui. Nếu mà em biết trước, thời gian trước nữa. Cưới sớm. Cưới sớm mà. Tao đi quốc trong. Ở nhà là ba mẹ vợ em thương em không? Dạ có. Ủa rồi mình đi vậy rồi ba mẹ có đi theo mình không? Dạ có, hai bên gia đình mẹ đi theo. Hai bên gia đình đều có mặt ở đây dạ. Luôn. Không biết bà ngoại với bà nội là ngồi chỗ nào ạ? À. Trời ơi. Ở đây tôi đoán nghe. Cô áo tím thẩm nè là mẹ chồng. Ê. Ê, anh đi hay quá. Hay lắm. Ôi. Hay lắm luôn á. Rồi, thôi bây giờ trước khi mà chúng ta bắt đầu kể thật xấu với nhau, anh muốn hỏi hai em, nhân cơ hội này và có sự xuất hiện của hai vị phụ huynh ở đây là hai người mẹ của mình. Vậy thì hai em có muốn nói điều gì cho hai người mẹ với hai người mẹ của mình á? Dạ, con cảm ơn ba mẹ đã coi con như con ruột. Con lần đầu về làm rể, đó giờ con có làm sai gì mong ba mẹ tha lỗi cho con. Hay quá. Trời ơi, cô dâu tiếp lời luôn nè. Dạ, qua cái chương trình này thì con mong là hả ba mẹ thông cảm, rồi con có làm sai cái gì thì bỏ qua cho con. Thì sau này á, nếu mà con có cơ hội về làm dâu thì con sẽ làm được một người dâu hiếu thảo. Nói luôn là nếu như sau này con đẻ một chục đứa thì bà ngoại bà nội chăm giùm con. Thôi, thôi giờ chúng ta sang cái phần vạch mặt nhau đi ha. Bây giờ cho phép em trước đó. Bây giờ Vinh, từ ngày cưới nhau về thì cô ấy có thật xấu gì không với một cô gái xinh đẹp như thế này? Dạ có, lúc mà chưa cưới á, em vừa nói một cái là dạ liền. Còn như giờ mình vừa nói cái gì đúng không? Lúc đó là chưa cưới á, là em quyết định không à. Giờ cưới xong em thấy khổ lắm, mỗi lần em có ý kiến gì ra suy nghĩ xong bắt đầu rồi bàn ra luôn. Xong rồi cãi ngang lắm, giờ nhõng nhẽo giận. Tức là cuộc đời nó cũng có công bằng đó em. Đó. Lúc trước thì mình kèo trên, bây giờ mình tới phần sau ơi, mình phải kèo dưới mà, thôi. Cái chuyện mà lật ngược thế cờ là chuyện bình thường. Bình thường. Bây giờ hỏi nè. Đó. Bây giờ mình ở nhà vợ đúng không? Chắc chắn vợ chồng phải có gây lộn. Em có dám nói lớn không? Chứ còn giờ nó ở nhà nó nói lớn được, chứ giờ mình nói lớn á, mình sợ. Đó. Có khi nào có cái tâm lý đó không? Toàn là em thua không à. Thua chắc rồi. Thua là chắc rồi. Tại vì vợ em vừa cãi vừa mít ướt thì em sợ gia đình phát hiện. Em đi ra ngoài thì ngõ trong thì khóc. Nhưng mà em thấy em vừa vô tới là la lên. Trời nhõng nhẽo la lên. Rồi la thì bóng điện thoại nhắn tin mát mẹ em nữa. Trời ơi, Dương Đông. Là mát mẹ chồng hả? Dương Đông kích tay. Trời ơi. Quánh mà quánh rồi, như là quánh là trước sau luôn ha. Ủa nhưng mà ở đây đàn ông với nhau em có thể chia sẻ nỗi khổ với. Không, mà mỗi lần giống vậy thì em ngủ trước. Im, không nói gì hết, và mấy ngày sau rồi nói tiếp. Vậy thôi. Ủa nhưng mà có khi nào anh ấy phản ứng không? Có lần em hù á, đi ra ngoài luôn, không về luôn. Đó, chờ em đi luôn. Nó chỉ nói một câu là đi đi. Vậy thôi. Chỉ nói một câu mộng thôi. Đi đi. Trời ơi. Cái câu đó nó còn nặng nề hơn là chửi rồi. Trời ơi, khổ tâm hết sức nè. Bây giờ còn tật đó không? Dạ không. Phải có một cái gì trị cái tật này chứ. Thì mỗi lần mà nhà không có ai đi, vợ chồng nói chuyện á, mà em thấy cái kèo mà sắp sửa muốn gây rồi đó. Rồi em cho trong phòng luôn, kéo cửa lại. Em đứng ngoài, đợi nào thấy em thấy giãn rồi đó, em mở cửa ra nói chuyện tiếp, còn không được em nhốt tiếp. Trời ơi. Chị không có kèo dưới đâu nha. Kèo này cũng dữ à. Rồi bây giờ tới em đó Vinh. Anh này có tật xấu gì không? Dạ thì anh mê game. Vợ dọn cơm xong hết rồi kêu đi tắm này kia, cũng ngồi đó chơi game, đợi anh xíu lát hồi tiếng hai tiếng sau mới ra ăn. Ủa nhưng mà ăn chung với ba mẹ hay là hai vợ chồng ăn? Dạ tụi em ăn riêng. Vậy sao ba mốt mỗi người con tô ăn? Em có ý kiến vậy bộ mà không chịu. À, vợ ta thương vậy mà không chịu. Trời ơi, gặp vợ tôi là chắc có nước bị đạp rồi. Quá nha em, nhà em nói xấu con Liên vừa phải thôi nha. Thôi chương trình này tôi cắt ngay, chưa được có nói chưa. Thôi bây giờ em mong muốn anh này sẽ thay đổi điều gì? Thì em muốn là quan tâm vợ hơn, cũng như về đừng có chơi game nữa. Vợ dọn cơm kêu ra thì ăn cơm, rồi bớt cọc tính lại. Nói chung là em thích được ăn cơm chung với chồng. Dạ. Còn em? Mong muốn là vợ đừng có cãi, với lại bớt nhõng nhẽo lại. Rồi. Thực ra thì ở chung với ba mẹ thì có những cái hay và có những cái không hay lắm. Không hay lắm ở đây là như thế này. Ví dụ tụi em cứ ỷ lại ba mẹ mà không biết tách ra để tự lập thì tụi em sẽ không có chững chạc á. Bởi vì bây giờ tụi em còn quá nhỏ.
đó, so với cái tuổi mà để mà thành lập gia đình đó. Thì theo chị là bây giờ mình tập cách sống, cái cách đối nhân xử thế trước. Thứ nhất là chồng mình lấy vợ về á, cho dù là mình ít tuổi thì mình vẫn phải chứng tỏ mình là một người chồng, mình trưởng thành. Thì tại vì tụi em lấy nhau lúc tụi em nhỏ tuổi thôi, nhưng mà nguyên tắc khi mà mình đã lấy vợ rồi là mình đã có một gia đình nhỏ, phải học những cái kinh nghiệm của ba vợ mình, của ba mình và của những người xung quanh, thì để sau này nếu như tụi em có điều kiện tụi em tách ra riêng á, tụi em không bị chới với đó. Còn vợ thì phải chú ý về cái mối quan hệ giữa chồng mình với lại ba mẹ mình, để đừng có đưa đến cái chuyện là nhiều khi hiểu lầm nhau, hoặc là ba mẹ buồn làm chồng mình rồi ngược lại chồng mình bị cái mặc cảm ở rễ đó. Cái đó là cái mà phải hết sức khéo léo của cái người vợ. Thì thông qua những chuyện này tự động tụi em sẽ có kinh nghiệm, sau này tụi em sẽ vững vàng khi mà tách ra ở riêng. Rồi chúc hai em luôn luôn vui tươi và luôn luôn hạnh phúc nhé. Dạ mong sớm có em bé cho bà ngoại đã nói. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận. Em tên Tài, năm nay 26 tuổi, hiện tại đang làm lễ tân ở khách sạn đi quay ở Vũng Tàu. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận. Em là Nhật Anh, đến từ Quy Nhơn, Bình Định. Em 24 tuổi và em đang làm trang trí sự kiện ở Vũng Tàu. Là hai vợ chồng là đang ở Vũng Tàu hết? Dạ, đúng rồi. Chắc có lẽ là hai bạn trong một dịp đi tắm biển và gặp nhau và hai bạn quen nhau đúng không? Dạ không phải. Đúng rồi, chắc lắm. Cơ duyên nào các bạn gặp nhau? Dạ anh là bạn của chị trong phòng, em còn sinh viên. Rồi hôm đó thì chị đang giặt đồ, mà em với lại chị thì hai cái máy vi tính ở bên cạnh nhau. Thì anh này anh mới vô nói chuyện với chị này. Chị nói gì thì em chỉ trách hộ thôi, vì chị này đang bận giặt đồ. Thì ở trong cái dòng chat đó thì anh này mới bảo là Hằng ơi, Hằng có ai làm mai cho Tài với. Thì chị này mới bảo là cưng nói cưng đi. Cái xong rồi bắt đầu em mới vô, em tự giới thiệu, tự PR cho em luôn. Bé này dễ thương nè, đảm đang nè, hiền lành nè, gì giỏi giang nữa, nấu ăn nữa. Em tự PR em lên nè. Cái xong rồi em tự tát Facebook em vô cho ảnh admin. Rồi đến bao lâu thì em mới nói chuyện? Cỡ độ cả nửa năm sau á. Trời ơi. Tới khoảng cái đó là kêu cái dịp gọi là đêm giao thừa luôn. Thì em chưa có bạn gái thì em ở nhà ngồi không chơi. Thì lướt Facebook chuyện rồi xong rồi cũng có viết status. Xong rồi bà xã em thì mới nhảy vô mới comment. Comment nói là gì, kêu là anh cứ bay nhảy đi rồi sau này về với đội của em. Cuối cùng á thì là đến bao lâu thì hai bạn mới gặp nhau ở ngoài đời? Dạ cũng phải cả năm sau. Cái ấn tượng đầu tiên gặp nhau đó là như thế nào? Dạ lúc đó là em nhìn hình anh này dễ thương lắm, có đang khẩn. Lúc mà ra gặp ảnh á, nhìn anh ghê lắm, mà gọi là sai từ gì ta, nhìn nhễ nhại mà dơ dơ sâu lắm. Mà anh không tưởng tượng cái dơ dơ đó như thế nào. Thôi đây, đi từ Vũng Tàu lên phố đi trăm mấy cây mà mang dép lào, quần rách, không có áo khoác, mồ hôi nhễ nhại đã vậy, còn cái khuôn mặt thì nửa đỏ nửa đen. Em hỏi chủ anh sao vậy anh? Anh đi giữa đường anh bị rớt khẩu trang em, gọi là mặt hai màu. Làm chạy xe từ dưới lên. Dạ vâng, thì bà xã em bị say xe bẩm sinh thì đi xe đò đồ không có được. Nên em hồi đó lúc mới quen nhau thì cứ đi xe máy lên đây rước về đó chơi xong trở về lại xong rồi chạy về. Nhưng mà chị muốn hỏi cái cảm giác của em lúc mà em gặp vợ em có giống như vậy không? Có khác một xíu là thấy không mập gì trong hình thôi. Nhưng mà em thích. Thích thì cũng đã thích từ ở trên mạng rồi. Tức là thích rồi. Hỏi đến bao lâu thì em mới chính thức là nói cái lời yêu cô gái này? 3 tháng sau rồi. Ở vào sinh nhật em thì em cũng lên đây đón xuống, thì nhân dịp sinh nhật thì em làm luôn. Mà đồng ý không? Trời ơi, gài hàng. Lúc đó là sinh nhật của ảnh thì ảnh đãi ở nhà ảnh, mẹ nấu rồi mời mấy bạn tới chơi. Xong rồi em đang ngồi ăn bình thường vậy á, thì ảnh một phát ảnh giới thiệu em là gấu của ảnh. Xong rồi em mới bất ngờ, trời ơi gì vậy trời, chưa có nói hỏi mình gì hết, mất tự nhiên giống như là vô cái thế mà gọi thế rồi, qua mặt luôn, qua mặt luôn. Anh nhớ em đang ăn con tôm với không, rớt con tôm này. Rồi tụi em yêu nhau bao lâu thì tụi em mới cưới? Dạ khoảng 3 năm hơn. Dù yêu nhau có trơn tru? Dạ nói thật chắc là tụi em chính xác là phân nửa đó là gọi là yêu xa. Lần mới quen là em còn học trên phố, thì cũng 2 tháng rồi gặp nhau một lần. Cái đến khi em ra trường rồi á thì em phải bay ra Hà Nội làm việc. Do nhà em ở ngoài đó cũng có làm nhà hàng hải sản ngoài đó. Nên thành ra là ra làm việc đến nửa năm. Rồi cái mẹ em mới
vì em nên là sang quán ngoài đó luôn là để cho em vào trong này, chứ mẹ em biết là em nhớ anh này lắm, cứ làm ở ngoài nhưng mà cái tâm hồn á thì cứ ở trong này, nên thành ra em quyết định về Vũng Tàu làm với anh luôn. Rồi 3 năm là cưới. Dạ. Vậy thì 3 năm là đã tìm hiểu quá kỹ và quá hiểu về người bạn đời của nhau rồi đúng không? Dạ. Vậy thì cưới nhau về có cái gì dở mộng nhau thêm không? Chồng em dễ thương chắc không có tính xấu đâu đúng không? Mấy rồi, mấy năm rồi hai đứa có em tốt. Dạ anh được được nửa năm. À mới có nửa năm thôi. Dạ dạ mới cưới được. Yêu 3 năm cưới được nửa năm. Dạ. Ồ vậy là trong 6 tháng đó là lòi ra những tật xấu gì? Dạ tật xấu thì ảnh thì mê game. Cứ nấu cơm xong rồi anh ơi, anh sắp xong rồi, từ từ đã, cứ sắp xong rồi thiếu điều xúc cơm lên đem đút cho ảnh đi. Ảnh cứ sắp xong. Nói chung là bực bội. Nói chung là bận chinh chiến đúng không? Dạ bực bội lắm. Rồi ngoài cái tật mê game ra còn tật gì nữa? À còn có cái tật mà không đúng giờ, cứ gọi hỏi là anh sắp về chưa, chờ chút. Sai giờ vậy không? Là chờ chút của anh là chắc còn phải cả nửa tiếng hẳn là một tiếng. Nói chung là không có chính xác giờ giấc. Đúng dạ chưa? Đúng rồi. Rồi còn tật gì nữa không? Kỳ kỳ gì gì. Bố rối quá vậy không biết. Nhiều lúc dị quá đâu dám nói nữa. Kệ nó, mà ở đây tao thích nghe dị. Ảnh có cái tật là xả bom. Mà ảnh thật sự mỗi lần ảnh xả bom một cái là ảnh xin phép. Ờ ảnh xin mà... phép người này người nọ. Tao tao quá lịch sự đúng không? Ủa nhưng mà cái lúc mà yêu nhau ảnh có thả không? Cũng có. Thì lúc nào em làm chung với ảnh nó toàn là bị mắng vốn mà. Vậy hả? Thì em làm bên ngoài hồ bơi, còn ảnh thì làm trong lễ tân vậy á. Cái xong rồi bắt đầu mấy chị Trúc, chị Tư rồi chị Thơm kêu chứ thằng Tài nó như vậy, thằng Tài nhìn nọ. Ủa thả mà đến nỗi mà nhân viên biết luôn hả? Dạ trong bộ phận của ảnh á. Nói chung là ảnh thả từ nhà cho đến chỗ làm luôn. Rồi tụi em mới cưới nhau về, vậy chứ là tụi em cũng là trẻ. Dạ. 2 mấy tuổi thôi. Dạ. Vậy thì có giận nhau, nhiều không? Tài, bây giờ hỏi em nè, vợ em có hay giận em không? Dạ có giận hoài á. Không có cái giận, mà dai nhất là 2 ngày luôn á. Đó giận ghê lắm, giận mà hả, đâu có cho nằm kế đâu, giống như là nằm đi nằm riêng, ở riêng luôn. Ly thân luôn đó. Đó đúng rồi, giống ly thân luôn á. Năn nỉ hoài, năn nỉ mãi mà không chịu hết giận, ghét qua em giận lại cái tự nhiên lạnh. Mà lý do gì vậy? Ờ kỳ đó thì em đi ăn uống với bạn bè thôi. Xong rồi tao ăn uống về thì say mấy bạn có rủ đi massage chân. Massage xong rồi thì vợ nghe massage cứ tưởng đi massage bậy bạ. Là giận về giận quá hay giận luôn. Ủa nhưng mà tại sao em giận? Nghe cái chữ massage là bắt đầu người em máu nóng nó dồn lên não vậy á, bực lắm, tức lắm kìa. Cái xong rồi kêu anh massage chân chính mà, chừng nào anh dẫn em đi để em biết, cái em mới lườm, còn dẫn đi nữa hả? Rồi bây giờ sẵn tiện đây nè. Rồi kể luôn đi, cô này còn có tật xấu gì nữa? Trong nhà em có 2 thứ không thể thiếu. Thứ nhất là tâm, thứ hai là bông quấy tai. Sao vậy? Ờ, vợ em có cái tật là ngủ cũng quấy, vệ sinh cũng quấy, ăn cũng quấy. Mà nhiều lúc nằm mơ cũng quấy luôn. Quấy tai á? Dạ đúng rồi. Lấy cái gì quấy? Lấy tay bông, à? Bông quấy tai. Ồ, mà sao tâm xỉ răng? Vậy nè, không, tâm xỉ răng là em hay xỉ răng thôi. Ờ, có nhiều người ghiền cái tiếng vậy nè. Dạ đúng rồi. Thì đi đâu cũng thủ bịch bông lấy tay luôn rồi. Nhiều lúc em móc bông lấy tay giờ ra cũng còn. Đâu, là đây là gì có túi. Có túi máy tay để cho thoải mái không? Đâu. Để em kêu tăng cường em đi bịch. À, ba lô em nào có sẵn. Ủa, em ngủ bằng máy tay có cái nào chậm vô. Ảnh cường điệu hóa lên. Không, tại vì em thấy máy ngoài rồi. Ngủ mà máy tay là lăn qua cái là chắc lấy được cái bàn nhỉ ra luôn á. Không có đâu, anh cường điệu hóa lên. Ủa, nhưng mà em máy tay nhiều em biết nguy hiểm không? Dạ có. Có khi nào mà bị sự cố mà phải đi sự cố mà phải đi bệnh viện không? Có một lần bị quấy quá xong rồi đau tay, bị sưng hay sao á, xong phải đi bác sĩ. Xong rồi ra bác sĩ lại lấy cái bông máy tay ngoáy vô tiếp, ngoáy để chét thuốc vô. Dạ xong. Hết chưa? Chưa. Dạ hết rồi, lúc đó thì đau quá. Cái xong rồi thề không bao giờ ngoáy tay nữa. Anh ơi, ở trong nhà mình á, ngõ ngách nào, hẻm hốc nào, trong túi em, quần áo em coi anh có là anh vứt hết cho em, cho em ngứa tay lắm. Cái lúc đó đau quá rồi chịu không nổi nữa. Tới lúc đó thù của ngoáy tay. Cái lúc khi mà lành lại rồi mua tiếp, ngoáy tiếp. Ngoáy nữa hả? Dạ. Bị ghiền á. Bị ghiền. Bị ghiền á. Có những người bị ghiền nhổ tóc nữa đó. Trời ơi. Nhổ một chỗ. Phải không? Nhổ tóc xong rồi lấy tóc quấy tay xong rồi lấy kia quấy để đỡ ghiền. Bây giờ anh hỏi em nè. Em mong muốn xã em thay đổi điều gì? Ít chơi game lại thôi. Lại là giờ giấc đồ sắp xếp sao cho nó ổn định. Là không xài giờ dây thun nữa đúng à, không? À dạ, không xài giờ dây thun. Ờ, giờ đừng làm con ma nhà họ Hứa nữa. Rồi, chú rể có chiếc răng khẩn. Nó muốn vợ mình thay đổi điều gì? Bớt ngáy tay lại. Không sợ điếc không? Nói gì chứ nhiều lúc nói anh em cũng nghe cũng mệt. Nghĩ không được. Ừ. Thì với lại bớt vợ
Vợ thấy gì chứ, vợ lên chương trình vợ giả bộ vậy thôi chứ giờ về nhà vợ hay la em lắm. La mà có đánh đòn không? Vợ em mà đánh chắc cũng chết. Vợ em có muốn có em bé liền đúng không? Hay là đang kế hoạch? Dạ tính là 2 năm nữa mới tính, do cũng còn chắc trẻ chắn đúng không? Dạ. Mà hai đứa mới lấy nhau có nửa năm thôi, bây giờ tận hưởng đi, tận hưởng một thời gian nữa cho nó sung sướng cuộc đời đi. Rồi đủ chín chắn đi, rồi đủ hiểu nhau từng chân tơ kẻ tóc đi, lúc đó có con. Đúng không? Vấn đề gì đâu. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ. Rồi, nghe, bấm ngoái tay nghe chưa? Rồi, cảm ơn hai em. Dạ. Chúc em. Yêu của họ rất là hay nghe chị. Nha. Và bữa không biết nữa ai đó, hình như là chắc Ngọc Lan hay sao, dỗ dụ mời tham gia chương trình Vợ Ông Son. Ồ vậy đó hả? Trời ơi. Rồi, anh thì biết hai vợ chồng rồi, thế nhưng chị Hồng Vân và khán giả của chương trình Vợ Chồng Son vẫn chưa biết gì về hai em. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Thường. Em là Nguyễn Thị Minh Lý. Công việc của em là vận động viên bơi lội. Dạ. Ở nơi bây giờ em làm việc là ở Cà Lại Tiền Giang, nhưng mà khi mà bơi và thi đấu là em làm ở Tân Bình. À vậy dạ. Hả? Bây giờ vẫn còn làm vận động viên bơi lội dạ, luôn? Dạ vẫn còn chị. Bơi dữ lắm nghe chị. Thấy vậy chứ là như rớt xuống hồ là bơi như nháy vậy. Đó. Và kế bên đây là anh xã của em. Rồi mời em. Dạ chào chị Hồng Vân. Dạ, chào anh Quốc Thượng. Xin chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hoàng Anh, năm nay em 41 tuổi. Hiện tại là công việc của em là huấn luyện viên bơi của người khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. À, huấn luyện viên. Rồi vậy là không, em đâu cần đoán nữa, em biết hết trơn rồi. Biết hết rồi. Em nói luôn đi. Hai chồng quen nhau trong hồ bơi gì. À, đi thi đấu rồi gặp bà này đẹp quá, ổng cua. Đó. Rồi nhưng mà chị Hồng Vân cũng chưa biết. Chưa, à, khán giả chưa ai biết cả. Bây giờ hai vợ chồng bây giờ nói cho anh chị nghe cũng như là chương trình biết. Bây giờ kể lại cái câu chuyện tình yêu của hai bạn, lần đầu tiên hai bạn gặp nhau như thế nào đó, rồi trải qua cái mối tình nó ra sao, kể chi tiết cặn kẽ cho anh nghe nào. Bây giờ đầu tiên vậy đi, cho chị biết cái lần đầu tiên mà hai đứa chạm mắt chạm mặt nhau á là lúc nào? À lúc em đi thi đấu và anh là huấn luyện viên của đội Cần Thơ. Là anh đưa quân lên Sài Gòn thi. Nhưng mà lúc đó là em trong đội của anh luôn hay là hôm đó mới gặp nhau? Em là của trực thuộc Tân Bình. Còn anh là của Cần Thơ. Của Cần Thơ cho nên hôm đó tụi em mới chạm mặt nhau đúng không? Nói chung là để mà chạm mặt cũng không phải đâu. Vì em là vận động viên nên là lúc đó em ở dưới hồ. Và anh là huấn luyện viên, anh đẩy một vận động viên. Nhưng huấn luyện viên là tới bây giờ em mới biết. Chứ còn ngày đó em tưởng ổng là tình nguyện viên. Thì nghĩ ổng là tình nguyện viên nên mình mới ngắm nghía. Nhưng mà chứ còn nếu mà là huấn luyện viên là mình không bao giờ mình để mắt tới. Nhưng mà lúc đó ổng có bề ngoài ổng có đẹp trai không? Ông ngày có... xưa có nhiều muối lắm, sáu muối rồi giờ chỉ gom lại còn có muối à. Sao lý lúc đó em kể cho anh biết cái ngoại hình ảnh như thế nào, cái cảm giác khi mà em gặp anh này lần đầu tiên á. Nói chung là chị biết trong cuộc đời em á là em rất thích màu tím. Mà vô tình ông này là bữa đó ông cũng bận cái áo màu tím. Rồi cũng bỏ áo vô thùng rồi nhìn bảnh trai lắm. Đang bơi mà nói với con bạn: ê giờ tao thích ông đó rồi, mày làm sao để tao quen ổng lại. Cái này là trường hợp này ném về bị sấm sét rồi, là phái liền là sấm em á, xét á. Em đúng chứ rồi á. Em là bị sấm sét ở tình anh này rồi. Còn Hoàng Anh thì sao? Sao Hoàng Anh, còn em có nhìn thấy cô ấy liền không? Em thì lúc đó chưa nhìn thấy, lo nhìn là cô mà đẩy xe đúng không, đúng mình tập trung vô chuyên môn thôi. Xong rồi cũng đi ngang một cái nhóm vận động viên gọi là cái nhóm mà lộn xộn đó. Thì trong đó nó mới phát hiện ra là có một cô bé rất chi là, nói chung là mặt mày thì sáng rồi nhìn là dễ thương rồi các thứ. Xong rồi mình cũng gật đầu, mình chào rồi mình cũng cười. Mình lịch sự mà. Xong hết cái giải đó thì bắt đầu là khi mà về á thì mẹ của bà xã em á thì bắt đầu có gian xe về. Thì lúc đó là em có xin cái số điện thoại. Thì từ là đó, mẹ của Lý là quá gian xe của là em á. Em biết là cái đoàn Cần Thơ á là người ta về là ta sẽ đi ngang cái Lại Tiền Giang. Thì mới nói là em biết thân cái ông thầy giáo của chồng em cơ. Là mới nói là thầy thì cho con gửi mẹ con có quá gian ngay chỗ cầu Mỹ Quý đi thầy. Cái này thầy đồng ý. Nhưng mà đồng ý nhưng mà em không có con em nó gửi mẹ lên xe chứ không phải là em. Ở gửi lên xe xong rồi là nó xin cái số điện thoại của anh. Xong rồi nó dúi vô tay em, nó bảo là
khi nào mà mẹ về thì chỉ liên hệ với cái anh này là được. Nhưng mà hoàn toàn không biết là số đó của ông này đâu. Nếu biết thì chắc lúc đó mình gọi rồi. Đúng là duyên không? Đó, duyên đó. Đấy, nhưng mà đúng lẽ ra là duyên con em thôi. Chứ không phải em đâu. Bị con em nó được tiếp xúc và nó được nói chuyện với anh. Chứ suốt một giải thi đấu đó em đâu có được. Có nghĩa sau khi em biết anh là huấn luyện viên là không có nói. Có nghĩa là mình cũng biết luôn. Là đúng rồi. Nó có hai cái đẳng cấp nó khác xa lắm. Đó nên là không dám nói chuyện với anh ấy. Rồi xong xin số điện thoại rồi thôi. Là giữ cái số điện thoại đó thôi chứ cũng không có gọi. Nhưng mà trên xe là Hoàng Anh cũng xin số điện thoại của mẹ Lý. Dạ đúng không? Lúc thời điểm đó là em xin số điện thoại là của con nhỏ em á. Thì nhỏ em cho số điện thoại của bà xã em bây giờ. Rồi hay chưa? Đó. Thì vô tình đó thì xong rồi cái bắt đầu em mới về Cần Thơ. Sau đó bây giờ kể luôn đi, sau đó thì đến bao lâu thì hai đứa mới gọi điện thoại cho nhau? Ai tự ông này ông gọi. Thời điểm đó em là người gọi trước. Thì em cũng gọi hỏi thăm thôi. Mà tại sao em lại gọi? Nói chung là bữa đó thì ngồi ở Cần Thơ á, thì lúc đó mấy anh em ngồi họp lại thì có một tấm hình, thì ô mình nhìn vô cái tấm hình để trên bàn thì ra là cái cô bé này mà thi đấu ở trên Sài Gòn mình cũng gặp và mặt mày cũng sáng sủa. Rồi số điện thoại này ở đây thôi cho mình gọi hỏi thăm. Rồi chỉ gọi hỏi thăm thôi. Nhưng mà thực ra là chị muốn hỏi em là lúc mà em tiếp xúc với lại em của Lý á, thì em có cảm tình gì với cô em không? Dạ không, em không có nghĩ gì hết á. Không, đúng không? Mà dạ. Tự nhiên lại là cứ ấn tượng với cô chị. Dạ. Đúng không? Tại vì thời điểm đó mặt cô chị xinh lắm. Lúc đó có 40 mấy ký hà. 42. Mình nguyên 3 em mà. Cho anh hỏi cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Minh Lý á, là Minh Lý ngồi trên xe lăn hay là ở dưới hồ bơi? Dạ, hay ngồi ở đâu? Xe lăn. Ngồi lăn đúng không? Là em đã nhìn thấy mặt là như thiên thần rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Rồi bây giờ nghe cái giọng ở trong điện thoại thì em nghe cái giọng có đáng yêu không hay là khi mà em điện thoại cho Lý á, em không biết có đáng yêu không, mà thời điểm năm 2004 á, năm 2004 đầu năm 2005 thì phải, thời điểm đó điện thoại di động đồ hiếm lắm. Tức là ai mà xài được cái điện thoại di động là cũng là nhiều tiền lắm. Nên là em cũng có một cái, nhưng mà cái cù bắp thôi. Xong rồi cái bắt đầu là gọi điện thoại thì bắt đầu là cứ gọi là hết tiền. Xong cái em đi ra ngoài cái bưu điện á, là cái bưu điện đó giờ của bưu điện Cái Khế của thành phố Cần Thơ giờ á, thì bắt đầu là em gọi giết rồi bắt đầu em thiếu tiền luôn mà. Rồi cái bà bưu điện nói thôi em về đi, rồi có gì bữa nào trả. Mà em cứ liên tục thiếu, tức là mỗi lần là tại gọi nói nhiều quá, nói đông, nói tây, nói tàu gì tùm lum hết. Cái đó là sao rồi, nhưng mà anh hỏi cái lần đầu tiên mà em nghe giọng em của nghe trong giọng điện thoại á của vợ em là ngọt lắm anh à. Tức là em yêu từ cái giọng nói mà. Có nghĩa là mới đầu là lướt qua là có một khuôn mặt thiệt là xinh xắn phúc hậu. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Thế chừng mà tiếp cận bằng cái giọng nói thì lại giọng nói quá ngọt ngào. Cho em chịu không nổi. Cho nên em đã bị tốn biết bao nhiêu tiền điện thoại, bị thiếu tiền điện thoại của người ta luôn là thiếu lý do tiền đó điện thoại đúng không? Rồi nó nghe là sao đó có trả tiền điện thoại cho cái bà đó không? Dạ có. Có nhưng sao giờ em. Cô ơi, hôm nay cô nghe mà hai vợ chồng kể lại cái chi tiết này nghe nó mát lòng đúng không cô? Hả? Rồi sau đó là sao nè, tình cảm phát triển nảy nở sao nè? Bao lâu thì mới cưới nhau? Lúc mà Lý nói chuyện với anh á, là lúc đó em có phát hiện ra được anh đây chính là cái người đàn ông mặc áo tím không? Trời ơi, thì phát hiện, nhưng mà lúc đó em đang thất tình một cái bạn kia. Người yêu lắm. Em đang thất tình cái bạn kia, em đang buồn bã. Rồi em nghĩ rằng là lý do là tại em đi không được, nên là mấy có nhiều trắc trở ở với cái bạn kia. Nên là nhân dịp ông này ông gọi rồi ông tỏ tình rồi thế này thế kia, là mình đang bị đau như thế này nè. Nên là mình nghĩ không, mình không có tiếp tục quen nữa. Giống như mình không có tiếp tục mà cho ai một cái cơ hội để người ta giống như quen mình nữa. Bây giờ anh thương em đúng không? Thương nói ba má qua cưới. Là em chịu. Chứ bây giờ đừng có gọi điện tới lui. Mất thời gian đúng không? Đốt nhiều thời gian. Với lại em sợ em yêu dây dưa là em là người thất tình. Em thất tình là em là người buồn hơn anh. Vì em không có đi cà phê được, cũng không đi ra ngoài để xả stress được. Mà em sẽ là một cái gì đó mà em thì rất sợ xấu. Sợ xấu là sao? Là sợ khi mình buồn á, là bắt đầu nó nhan sắc nó sẽ tuột xuống. Nên là không, nói là chịu là cưới thôi. Đừng gọi điện với lại giống như đừng có tới lui với em. Thì anh nói chứ trời đất ơi, mới quen em có một tuần biểu cưới gì. Vậy nói vậy là anh đâu có thương em thật. Vậy thôi đi đừng gọi điện em nữa. Mới có một tuần thôi đó. Làm khó rồi, em lúc đó thì em như thế nào Hoàng Anh? Thì lúc đó thì thời điểm đó cũng thách luôn đó. Cũng suy nghĩ ghê lắm. Nói chung là
Tại vì trong cái hoàn cảnh mà mới biết nhau mà gặp điện thoại nói chuyện qua có hơn tuần thôi mà kêu giống như là để cưới luôn á, thì nó hơi quá nhanh đi để mình không có kịp đi xử lý. Thì em cũng suy nghĩ dữ lắm, xong rồi bắt đầu là thôi bây giờ cứ lên giáp mặt cái đã. Thì lúc đó bắt đầu là em từ ở Cần Thơ em lên Sài Gòn. Thì bắt đầu là cũng hai đứa cũng nói chuyện rồi các đồ các thứ, rồi thôi bây giờ cũng suy nghĩ là thôi bây giờ mình cứ về, xong rồi mình ghé nhà cái ghé nhà ông nhạc gia giờ á. Thì bắt đầu là ổng cũng hỏi vậy rồi con quen bác làm sao rồi định bao giờ hay là như thế nào. Tại vì kéo dài thời gian quá thì không được. Thì lúc đó em nói dạ để con về con xin phép bên gia đình con. Thì lúc đó là đi về Cần Thơ là bắt đầu xin phép, rồi nói với mẹ, rồi nói với bà, rồi nói với dì, nói chung là nói tất tần tật để mà hỗ trợ để mà mình cưới vợ. Thì lúc đó mới có 26 tuổi. Thì bắt đầu là mẹ lúc đầu mẹ không chịu, thì mình kể hoàn cảnh của vợ em giờ vậy đó, là vợ con ngồi xe lăn vậy đó, thì là vận động viên, nói chung là nhưng mà mặt xinh lắm, mình không kể cũng diễn tả rồi các thứ. Sau cái mẹ nói bà suy nghĩ nó không được, tại vì con bây giờ gì mà con lấy về mới mốt là khổ lắm. Tức là khổ vừa khổ cho bản thân mà là vừa khổ cho ví dụ như mình không chịu đựng được á, rồi mình bỏ con người ta rồi các thứ thì sao. Nói chung là con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Thì lúc đầu mẹ không chịu thì bắt đầu tiếp tục tấn công cho bà ngoại rồi mấy gì đồ các thứ thuyết phục đó, tấn công vô, bắt đầu là cũng mấy gì cũng nói vô, đốc vô rồi cuối cùng thì mẹ cũng đồng ý để đi qua, mà gọi là ta gọi là hỏi xem mắt á, chưa lúc đó chưa hỏi anh. Lúc đó mà là xe mắt thôi. Thì qua xe mắt cái tự nhiên qua tới nơi thì cái mẹ, lúc đó mẹ mới vô nhà, xong rồi bắt đầu chào hỏi rồi các thứ, xong cái mẹ lại gần bà xã em, thì mẹ mới ôm, xong rồi thấy bà rớt nước mắt. Mình cũng không hiểu trong đầu mẹ, mình không mẹ hiểu rớt nước mắt hả? Dạ mẹ, mình không hiểu sao. Thì từ đó về sau là coi như là xong cái việc đám hỏi đó, rồi là đám ra mắt đó, rồi là tiến hành tới ngày đám hỏi luôn. Là chỉ có một tuần sau là đám hỏi là về mẹ chịu luôn. Dạ. Mà em sẽ em hỏi mẹ là tại sao mẹ khóc? Mẹ ba chịu mừng muốn chết rồi, hỏi chi nữa. Hỏi tức là em không, em biết cười lại mẹ có tâm sự với em. Là mẹ thấy thương. Và cái điều mà mẹ càng lo lắng là sợ ông này nè, ông quen người ta, thương người ta, rồi ở thời gian là chịu không nổi, rồi lại bỏ, rồi bất công, là kim lý lại khổ thêm. Tức là cứ nghĩ thương con, nhưng mà gặp cô gái này là mẹ rồi. thương cô gái này liền, và nhưng mà sau đó là kèm với cái tình thương là nó là một cái nỗi sợ, nỗi sợ. Nhưng mà bây giờ kể là cái câu chuyện nè, sau khi nghe vợ kêu thách cưới á, thì lên Sài Gòn đúng không? Rồi lên Sài Gòn hai đứa nói chuyện với nhau, rồi có nắm tay, rồi có trao cho nhau nụ hôn gì không? Trời, em kể cho chị nghe mà anh với chị hết hồn luôn. Sao? Trời ơi, ông nói ông thương mình, ông yêu mình rồi, bị gì đang là xa mà. Xong lên từ sáng đến chiều không dám nắm tay em, rồi cũng không đụng chạm gì đến em thế nào. Thế em suy nghĩ là chắc cái ông này không phải vậy quá, hay là mình chưa đủ sức để mà chống đụng giống như mình. Thì mình nghĩ, mình lúc đó trong đầu em nghĩ hoang mang lắm, vì nghĩ mình đi không được nữa. Chắc mình không giống như những cô gái khác á. Xong mình suy nghĩ cái xong sao chiều tới chiều tối á, cái cả nhà đi, em thì hai đứa em nó đi học rồi, bác thì đi làm, thế ông ngồi lên trên cái giường, em cũng ngồi ở đó. Thế thì măng mê sao nắm lấy được cái tay em vậy. Trời, đàn ông gì mà nắm lấy tay em mà cái tay nó của nó, em nói nó lạnh dã man luôn. Rùng đúng không? Cái em mới nói chứ sao anh nói anh thương em mà từ sáng giờ em đâu có thấy anh thể hiện gì đâu anh. Trời, nói vậy sao mà dùng hết sức lực đàn ông hay sao á. Sức hàng mồ hôi luôn mà hung đúng trên trán em con cái thôi. Trời cha hung con vậy đó. Trời. Cái chiều tối bác về rồi cái rủ em qua nhà bạn chơi, mà tự ảnh quen em là đó là lần đầu tiên ảnh lên Sài Gòn. Rồi cũng lần đầu tiên giống như là ảnh hỗ trợ cái việc đi đứng cho em. Trời ơi, thôi thì rủ người ta đi chơi đã, người ta khó khăn rồi, ta đi khó khăn rồi, đi lựa chỗ nào nó thoáng và nó dễ đi. Không, đi đâu, đi qua tuốt ở bên chỗ đó là chỗ nào, quận Bình Tân. Quận Bình Tân á. Xong rồi là
thì nếu nằm ở lề đường cũng cũng được đi. Không, chở qua nhà bạn, xong rồi là ẩm tuốt vô một dãy nhà lọ, nhà trọ, nó xa ơi là xa luôn. Mà mình đã ổng mới bế mình lần đầu là mình còn mắc cỡ nữa chứ. Tôi nói ông này không có ý đồ gì không, mình sao vô cái chỗ gì mà nó xa. Rồi sao? Vô tới nhà trọ. Vô tới nhà trọ là gặp bạn của anh. Thì nói chung là hai người đó, khi người ta gặp em, người ta cứ chắc cũng bỡ ngỡ. Anh đó là bạn thân của anh này. Thế là anh ấy cũng bỡ ngỡ, mà bà chị vợ của anh nó cũng cũng vậy luôn. Mình cảm nhận là chắc tại vì người ta cũng không nghĩ là cái anh này là anh quen người giống như em đâu. Anh chở qua là do tình cờ. Đó. Rồi ví dụ chơi này nọ trong trong nhà đó đi, không có vấn đề gì, nói chung là khó chịu hay gì cũng thoải mái. Trên đường đi về là xe hết xăng. Mà em đã nói giống như em đi đứng khó khăn mà xe hết xăng sao em xuống. Ê, chở vô trong chỗ rổ xăng. Chở vô chỗ rổ xăng xong rồi chị biết em phải tuột về phía trước à. Trời ơi trời. Em nói cái ông này chắc không xong rồi quá. Trời lý, anh tưởng cái cảnh anh lý thấy phải trượt hàng. Anh nghĩ sao vậy trời ơi, em nói em. Rồi xong rồi đâu phải mình trượt là xong đâu. Cả một cái 4-5 người đổ xăng người ta nhìn. Trời ơi, chị này chị cũng không chịu xuống xe nữa. Cũng ngồi luôn ở trên xe. Đi xong rồi nha. Đổ xăng xăng rồi. Em vẫn ngồi đó mà người ta bật cái yên xe lên. Chị thấy nó ghê chưa? Thì em nói trong cuộc đời không biết sao em lấy ông này nữa đó. Ê, xong đi ra đường em tàn vàng. Vấn đề là tuột lên nữa. Rồi thì tuột lên nữa. Phải kéo từ ở dưới cái chỗ này. Hoặc là cái yên này nè. Yên là phải chùi chùi lên nè. Mà gặp mình yếu ớt nữa. Mình bấu lấy ổng mình mới tuột lên được cái phía trên. Ai xong ha. Xong rồi mình cũng gán chịu đựng ra khỏi chỗ đó. Xong tàn vàng. Nói kể từ đây trong cuộc đời anh nha, là lúc đó không có nghĩ là quen nhau nữa đâu, là em cự luôn á. Em nói là kể từ đây trong cuộc đời nha, đừng bao giờ chở em đi mà xe hết xăng hết chứ. Ủa em sợ đổ xăng lắm rồi. Đúng rồi chị. Em nói là đừng bao giờ nha, còn không mà mình nghỉ quen đi anh. Ủa anh nghĩ sao để người ta đánh giá em là trời ngõ đó vậy mà nó vẫn ngồi trên xe để người ta đổ xăng thôi. Dựng lên dựng xuống. Trời ơi, làm biến, trời làm biến tới cái mức mà không xuống xe luôn. Đó là ấn tượng nhất của đời em như vậy. Như vậy ấn tượng nhiều quá. Đâu có em về em tưởng em thôi luôn rồi chứ. Lúc đó là coi như gia đình đã chấp nhận rồi. Nhưng mà lúc đó em nghĩ là em nghĩ ông này luôn rồi đó. Vì thứ nhất là không tâm lý, thứ hai nữa không ga lăng, biết người ta đi không được mà chơi người ta cái trò vậy á. Thôi nhưng mà ổng hiền mà. Đâu anh đi suốt trên đoạn đường về anh sợ em bỏ anh thiệt. Đúng không? Anh nói không, anh không có cố ý. Nói chung là chuyện đó anh rút kinh nghiệm suốt cả đời. Em đừng nghĩ vậy nha. Đừng giống như là anh không phải anh cố ý đâu. Là lúc đó bắt đầu can đảm chị, bắt đầu nắm tay kéo ôm về phía trước rồi. Gơi. Đã đúng không? Ê, nhưng mà cái tình cảm của hai đứa nó trong sáng không? Nó trong sáng như trăng rằm. Chị nó trong sáng, em nói thiệt với anh chị như trong sáng như pha lê á. Tại vì má em như vậy nè. Tao nói rồi nha, 4 đứa con gái, nhà có 4 đứa con gái mà bà căn dặn từ đứa một. Anh nói rồi nha, quen nhau gì quen nhau thì chỉ nắm tay bậy bạ thôi. Bà nói gì nè, thương không thương thì cũng đưa qua bờ qua bụi gì đó. Cái câu má nói vậy. Rồi nói má đưa qua bờ qua bụi lần sau. Cái bà nói thì tao cho Phạm Duy chỉ nắm tay đồ. Bà quá nó hung thì đó, bà dặn là hung tinh ráng thôi. Chứ nếu không có bầu là chết. Hoặc là nếu mà mất đời con gái là sau này lấy thằng sau nó quýnh chết sống luôn. Bà nói là nếu mà chỉ cần là lỡ như cái gì với cái thằng bồ á là sau này á thằng sau nó quýnh chết sống luôn. Rồi mình cũng tưởng thiệt vậy chị. 4 chị em coi như không đứa nào biết gọi là yêu là như nào. Cho đến lúc lấy chồng là cho đến lúc lấy chồng là còn easy. Còn ông này ông giữ ghê gớm lắm. Nhưng mà ổng thì sao? Ổng ổng trong sáng không? Ổng á, ổng còn riêng đến nỗi mà đêm tân hôn em mắc cười lắm. Có nghĩa là trong thời gian mà quen bạn này là em cũng chỉ nắm tay và hôn trên trán thôi. Dạ. Có lúc nào mà em muốn vượt qua cái ngưỡng đó không? Cũng có chứ, nhưng mà mình sợ. Tức ba là má sợ. Có giận không? Ba má có giận không? Không, ba má thì mày, không có giận nhưng mày mà... Mày làm cho con người ta có chữa mà mày không biết rồi. Mày bị quấn bờm đầu, bờm cổ không? Quấn chết sống không? Rồi. Nhưng mà bây giờ nè, Lý có phải là người đầu tiên của em không? Hay là trước Lý là em đã có một vài mối tình rồi?
Mối tình thì không có, nhưng mà ta thương em nhiều chứ em không có để ý nhiều tới người ta. Cái đó là em biết luôn á. Nói chung là đâu, không đúng đối tượng á. Nãy Lý nói là ổng còn zin luôn mà. Ủa? Mà có nghĩa là người ta thương ổng chị Dân, rồi người ta nấu cơm, người ta mang tới cho ổng ăn thì mang rồi để đó, rồi người ta chờ ổng nói chuyện này nọ, ổng hỏi nói gì. Mẹ nói vậy á. Nhưng mà kể cái vụ mà đêm tân hôn sao hai đứa cùng zin hết trơn rồi không biết làm sao đây. Thì đó. Rồi mà ngăn sao Lý? Sao ổng em hỏi chị, tám hỏi rồi là mình đã được dược rồi chứ gì? À, không. Ổng không dược. Ổng không có dược. Nhưng mà em có gợi ý không? Không. Tìm sợ má em la. Bé Lý nó cũng sợ bị quánh chết. Bị gì mới đám hỏi thôi mà. Có nghĩa là theo như em biết á, người ta bảo là đám hỏi là coi như thuộc về nhau rồi. Mà thời đó là anh cũng lên Sài Gòn rồi với em rồi. Nhưng mà chừng ấy thời gian mà không làm gì nhau. Cứ hát cái câu gì nè, em chưa thi đỗ thì chưa động phòng. À, của Lưu Bình Dương Lễ đó. Nhưng đúng mà thời điểm đó là thật sự là em đang chờ thi và đang tập luyện để thi. Thi paragame á. Dạ, nên là anh cũng không làm gì. Cái nhiều khi suy nghĩ, rồi nói chứ lúc đó thì anh cũng biết khung mình rồi. Cũng biết khung xa xa gần gần rồi. Bây giờ cái đêm cái đám hỏi sao nè? Sao cái đám hỏi là cái đêm tân hôn sao nè? Giờ mình vô thẳng luôn nè. Cái đêm động phòng sao? Ổng xào quần luôn đúng không? Đúng rồi, em không nhậu luôn á nha. Có nghĩa là ông cũng quý cái đêm tân hôn của ổng lắm. Không có nhậu. Là ổng hoàn toàn tỉnh táo. Mà rốt cuộc rồi tỉnh quá nên nó tất quất. Là coi như ngay đêm đó là có đêm tân hôn hay là phải qua mấy hôm sau? Nói chung là đêm tân hôn nên nói gì anh Thuận vậy đó cũng xào quần không biết lối luôn. Nhưng mà có thành công không Lý? Không. Thì sao quan biết rồi là đúng không? Thường là như vậy đó. Anh gặp anh với chị Dân coi như là chứng kiến nhiều cặp vợ chồng lắm. Các cặp vợ chồng mà giữ gìn cho tới ngày cưới là thường là ngay đêm đó là không khó có đêm tân hôn lắm. Chỉ có cặp hình như là mấy tháng sau luôn đúng không? Mấy tháng sau mới thành công luôn á. Đó. Không, chỉ có hai đêm đầu thôi. Vì thứ nhất là ngủ nhà mẹ. Mà anh này cho tới giờ cũng vậy. Riêng cái chuyện đó là thứ nhất là chỗ đó là phải một mình. Chứ mà nếu ví dụ như là phòng này cặp phòng kia của họ được luôn nữa. Mà nhậu rồi là cũng được luôn nữa. Rồi xong cái đêm thứ hai. Cái đêm thứ hai, cái đêm đầu ấy giống như ông xà quần, ông cũng tự cởi đồ em ấy chứ. Xong rồi ấy, nhưng mà anh không biết là như thế nào luôn. Vì bắt đầu như thế nào là không biết. Rồi xong rồi cái nói chuyện hồi cái mang mê tí, xong rồi ôm nhau ngủ luôn. Ủa nhưng mà có hỏi thăm bạn bè hay là má với ba để mà chỉ bí quyết được không? Em thì không hỏi. Không hỏi luôn. Còn em thì em có tư không vấn em không? Nói thật nha. Bây giờ nói là về nhà không có được ghen. Là có nghĩa là trước ảnh em có quen một anh kia. Thì ví dụ như những cái chuyện mà hung đơn giản thì là mình đã trải qua. Nhưng mà điều chỉ không có cho anh kia là va chạm cơ thể mình thôi. Đó, nhưng mình biết vậy. Nhưng mà anh ấy, nói chung là em quý nhất là cái gì, là anh ấy còn riêng thôi. Là anh có nói dối mình là thời đó hỏi ông có khen yêu ai hay là có làm gì với ai là phải khai thiệt không? Là không dối em. Anh nói không, chưa. Chỉ có hồi lúc anh 14 tuổi á, là anh có quen cái bạn học, là anh có hung bạn đó. Đó trời đất ơi, 14 tuổi rồi mấy là bạc chỉ có trước mà kể từ đó chắc cái đợt đó chắc hung, chắc trục trặc lắm, bởi vì mới ngán cho tới giờ luôn. Có trục trặc không anh? Ủa nhưng mà là Lý, anh hôm trước anh cũng chưa có hỏi em cái chuyện này. Tức là cái vấn đề của em á, cái hoàn cảnh của em á là lý do gì mà em bị khuyết tật, tức là cái hoàn cảnh á. Có nghĩa hồi em sinh ra là em đứng đi bình thường. Em nói chung là ông nội em còn nói chứ, nhỏ này nè, nữa là nó đi ruộng với tao. Nó bự con, trong mấy chị em lớn con. Rồi cái bắt đầu em khoảng 3 tuổi mấy, gần 4 tuổi cái bắt đầu em sốt. Là em sốt, là từ cái ngày sốt đó dây dưa cho tới lúc em 7 tuổi là chính thức em không đi được. Là sốt bại liệt đó. Dạ, cái thời rồi. Điểm đó là cái dịch mà sốt bại liệt đó, nhiều bạn bị lắm. Bây giờ mình thì cũng là người được rồi. Thì đó bởi vậy. Nhưng mà nói chung là may mắn như thế này. Thượng Đế lấy em đi cái chân, nhưng mà cho em lại người đàn ông tuyệt vời, anh xã em. Nên là
hiện tại bây giờ và theo em nghĩ là mãi mãi về sau này là em không nghĩ em khuyết tật đâu. Bởi vì em thấy em không thiếu cái gì. Giống như là hồi hồi em còn con gái á, là hầu như những cái gì em thích hay là cái gì đó, chẳng hạn em muốn đi đâu đó em chưa biết đi chợ là gì luôn á. Cho mãi tới em lớn em không biết cái chợ là cái gì luôn. Quần áo thì ba mẹ em mua sẵn cho em bận vậy thôi. Mà thậm chí em bận quần áo còn bị hạn chế nữa. Nhà em thời đó nghèo lắm, ba mẹ rất nghèo, mà tới 6 anh chị em nữa. Nên là quần áo á, giống như chị lớn bận rồi tới em. Đó, nên là quần áo chị lớn bận xong rồi là tới em. Nên em không có cái cảm giác giống như mua sắm hay chợ búa nó như thế nào. Từ nhỏ em cứ ở trong nhà thôi. Rồi khi em lấy anh á, thì em mới biết là ở bên ngoài nó có rất nhiều thứ mà mình chưa hề biết. Mình chưa hề biết đúng không? Dạ đúng rồi. Mà anh cho em tất cả những cái điều đó. Đi đây đi đó rồi này kia nọ. Mà chị hỏi em nè, khi mà bắt đầu á, em sau cái đêm tân hôn, coi như là qua hai hôm sau đó, khi mà coi như Lý hoàn toàn là người của em rồi, mà em là người của Lý rồi, thì cái cảm xúc của em sao? Em hạnh phúc không? Lúc đó cảm xúc là nó rất chi là hạnh phúc. Tại vì có cái này cũng vui. Lúc mà sau cái đêm sau cái đám cưới á, thì mấy hôm sau á, là cái liên tân hôn á, thì nó có cái trường hợp như này, em thì em cũng không biết. Thì hai đứa mới tối mới xào quần, thì cứ xào quần mà cái giường thì cái giường nhà trọ ở Sài Gòn nó nhỏ xíu hà. Đủ hai đứa nằm mà nó không có lớn. Thì cái ở dưới đó thì cái nệm, nhưng mà cái nệm mỏng nha. Rồi cũng có lón tấm ga cũng màu sáng. Nên là hai đứa xào quần gút gột xong cái xào quần, rồi bắt đầu là dính với nhau, rồi cái là xong hết cái ngủ tới sáng. Thì ngủ một đêm tới sáng thì mình hai đứa bước xuống giường thấy trời gì cái giường thấy gớm vậy. Thì lúc đó mới tá quả ra là trong cái thời gian mà gọi là người ta gọi là cái gì ta, cái gì giống như là cái máu mà nó dính với giường á, thì mình cũng không biết, thì lúc đó mình cũng không biết, thì nói, em mới hỏi vợ em nói, ủa cái này cái gì thấy ghê vậy em, thì vợ em lúc đó hình như em trả lời đúng không, em trả lời là như là cái đó là tiết chinh đó, chinh đúng rồi, đúng rồi. Chinh, gái tiết chinh. À thì ra đó giờ mình không có biết cái này à. Chứ ông mà biết cái thời điểm đó, cái đêm tân hôn nó chỉ coi như giống như là mình cũng không nghĩ gì, và giống như tự nhiên mình cái cơ thể sinh lý của mình nó giống như là hai đứa gặp nhau vậy, rồi tiến tới vậy thôi. Chứ thời điểm đó thì báo đài báo chí đâu các thứ mình cũng đâu có nhiều, nên mình cũng ít coi. Đó là cái mà em ấn nhớ tượng hoài. Nhớ hoài à, dạ. Cảm xúc rất là hạnh phúc đúng không? Nhưng mà mỗi lần em hỏi chuyện đó với anh á, là anh cứ mắc cỡ mặt mà anh đỏ tía, xong anh không trả lời em gì hết trơn. Giờ còn mắc cỡ không? À, bây giờ hả? Mấy năm rồi, hai đứa mấy đứa chưa? Chị nhưng mà nói chung là riêng về những cái chuyện đó là anh rất là hấp dẫn, mà anh tuyệt vời một cách kỳ lạ, em không biết nữa. Ồ vậy đó hả? Em cũng không biết chuyện nữa. Vợ chồng á hả? Dạ. Có nghĩa là luôn. Bởi em mới thắc mắc, em mới hỏi bà chị em. Mà hỏi chị ví dụ như chị, rồi ví dụ sau này thì sao? Chị nói á, ôi cứ giống như tả bài vậy mày. Em nói sao em không vậy ta, vậy em bất bình thường hả? Nhưng mà ảnh là tuyệt vời, có cái là giống như anh lúc nào cũng cho mình có cái cảm giác là mình luôn mới mẻ. Nên là ảnh hay vậy. Chứ theo khi nếu như mà em mà bị cũ kỹ như chưa chắc là em là người tuổi thân nhiều lắm. Tại vì em cứ nghĩ là trên cơ thể em nó có khuyết điểm á. Nên là em sợ em làm vợ không có được trọn vẹn á. Nên em cứ tự nghĩ, nhưng mà anh nói không. Đó là ý là anh tạo cho mình một cái đúng cảm rồi, giác là... cảm giác là em là bình thường. Anh nghĩ là em lúc nào cũng tuyệt vời và hấp dẫn. Ví dụ anh ấy tạo cho em cái cảm giác này. Cái thanh xuân trong chuyện mà vợ chồng đó là hai vợ chồng luôn luôn nói chuyện á, là Hoàng Anh luôn luôn dành một cái tình cảm rất là đặc biệt dành cho vợ, rất là trân trọng, anh thấy được điều đó. Hai vợ chồng đã có hai bé rồi. Gái dạ. Trai đều có đủ luôn. Là ở đây nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ bé lớn em 15 học lớp 9. Là bé gái à? Dạ. Ồ trời ơi hay quá. Bé nhỏ là 8 tuổi học lớp 3. Trời ơi con gái đầu là coi như giờ đỡ đần cho mẹ. Dạ cho nhiều. 10 điểm rồi đó. 10 điểm á.
Coi như là hạnh phúc quá rồi. Hay quá, bây giờ nếu mà kể em mãn nguyện, em mãn nguyện với những gì em đang có. Cũng như hai đứa nói thôi ha, chứ dạ. Có định đứa thứ ba. Không, nếu mà đi. Thật sự mà muốn sinh đó nha, là em với anh đều thích con nít. Thậm chí nếu mà em không sinh mổ á, và em sợ là lỡ em xảy ra việc gì không ai nuôi con em sợ vậy á, chứ nếu không em đẻ bốn đứa rồi. Em rất là thích. Thôi hai. À, không hiểu đã tại trai sao? Gái đầy đủ rồi là hai đó. Thôi. Tại vì em còn phải hưởng thụ chứ. nhưng mà trong thâm tâm là vẫn muốn có thêm đúng không? Đúng rồi. Đôi khi em nói anh thử không mấy bây giờ cái đứa này lớn hết nựng được rồi. Thế mình đẻ đứa khác đi để mình nựng. Thôi, đang khó khăn. Thì đó, mình sợ thứ nhất, thứ hai nữa sợ sức khỏe. Chưa kể là dịch bệnh nữa, rồi sức khỏe đủ lắm, đủ lắm, sức khỏe nữa. Tụi em phải tận hưởng hạnh phúc đi, thiệt mà. Đấy nghe nè, hôm bữa là anh có mời lên chương trình Vợ Hồng Son rồi đúng không? Dạ. Và em rất là vui đúng không? Và thậm chí em vui nhất là cái phần nào? Em nhớ không? Em thích cái phần nào? Em thích cái phần kể xấu ảnh. Đó, bây giờ em muốn không? Hả? Hồi nãy giờ toàn là nghe kể chuyện, toàn là đẹp không bây à? Bây giờ muốn hay không muốn gì cũng phải kể. Bây thôi. Giờ kể đi em. Đó. Không, bây giờ để Hoàng Anh. À đúng rồi, anh Hoàng Anh kể trước đi. Xấu. Vợ em xấu thì tật xấu cũng, chứ không phải xấu nha, vợ em đẹp nha. Giống như là cái khuyết điểm xấu thì cũng ít chứ không nhiều. Có mỗi cái giống như hai chồng mà cả ngày làm việc mệt, giống như mình khi mình về tới nhà mình muốn nằm xuống cái mình ngủ. Cứ về tới nhà tắm xong cứ vô phòng rồi là ngủ, trước khi ngủ là phải ôm. Mà nhiều khi ôm tới sáng, bữa nào mình ôm luôn tới sáng, mình mệt quá mình ngủ mình ôm luôn tới sáng, cái là sáng ra nói hôm nay anh tuyệt vời. Giống như ôm tới sáng rồi là vậy là phái hả? Phái ôm vậy đó. Phái ôm. Mình á nhiều khi em á thì thường á kế bên em có cái gối ôm thì em hay ôm cái gối ôm, hay quay qua ôm cái gối ôm mà em ngủ. Mà trong cuộc mệt đời em ghét như cái gối ôm đó đó. Đó là tật xấu. Như cái tật xấu. Cái ba ngủ mà. Xong rồi có cái nào bả đè mình không? Tật đó dễ thương mà. Bắt ôm bắt chồng mình ôm dễ thương. Ôm quá vậy em ôm chị. Kỳ lạ lắm chứ không phải ôm thông thường đâu. Sao đâu, ôm kỳ không lạ vậy, là sao? Ôm là phải nhét hai cái chân em vô cái hán của ổng em mới chịu. Đêm nào em nói anh quýu em chưa? Không quýu được khỏi ngủ. Còn mà ví dụ hôm nào anh nói không hôm nay anh mệt lắm, anh nằm vị trí này anh sẽ thoải mái lên. Tôi nói vậy thì đi xuống chỗ khác ngủ đi. Anh là như vậy anh phải ôm em xong rồi anh phải nhét hai cái chân em vô trong cái háng anh mới chịu. Nhét vô nó ấm rồi sao á? Không biết nhưng mà em thích như vậy. Thấy đi không được chứ gác dữ lắm vậy. Ngủ gác thôi. Coi nào mà gác hai chân lên cổ mình không? Có chứ, nhiều khi cũng có. Xem vòng không không? Xem vòng không? Có. Thấy đi không được chứ gác dữ lắm. Em khi em tập rất là mệt. Là bắt đầu tối em ngủ bằng sáng anh nói em á, em không có giết anh bằng gì mà em giết bằng cái chân của em á, em để lên cổ anh xong rồi anh nghẹt ở đây mà để xuống hoài em cứ để lên. Rồi gì nữa nè? Với thêm cái nữa là còn nữa hả? Giống như bữa nào mà vợ em mà mệt trong người là em biết nằm xuống khoảng chừng 10 phút 15 phút là ngủ bắt đầu là tự nhiên là ra tiếng động đó. Là ngáy đó. Đó là mệt. Nhưng mà thường ngày thì giống như bình thường thì không có gì hết. Nhưng mà khi mà mệt rồi là ngáy nhiều khi mình ngủ không được luôn á. Vậy đó. Không, cái đó cũng đâu phải tật xấu đâu, cái đó là cái tật của người ta rồi. Em phải kể một cái tật mà xấu á, ví dụ như là hay nóng tính nè, rồi cọc cằn nè, hay là bê bối nè thì hay shopping bừa bộn nè, mùa đó. Shopping không bừa bộn nhà. Còn một nè. Cái xấu nhất nữa là như vậy nè. Thôi để ông kể đi. Là em biết ông nói đúng như vậy nè, là ăn á là cho ăn cá hoặc là ăn cự á. Khó là ăn sao? Á hả? Khó nghe ăn. Chị ăn thịt cá hả chị? Là mà ổng là người nấu ăn. Là vợ em không thích ăn, không thích ăn cá. Khoái ăn thịt thôi à. Mà bữa nào em nấu ăn đi chợ về mà em thấy một cá là bắt đầu quạo rồi đó. Mà mặc dù ổng nấu cực cổ hen, mồ hôi một kê tùm lum hen, mà vưng lên là em nhìn thấy vậy. Hôn ăn mình đánh đi. Không. Ủa anh đã. Anh biết mà không ăn cá mà anh mua. Vậy thôi anh chạy ra anh mua thịt nha. Nhưng mà suốt ngày đó em cầu nhau luôn. Là giận hờn đó là không thích ăn cá đó. Là ăn cá. Em xấu nhất là như vậy đó, cái đó tật xấu đó, cái đó tật xấu đó. Bây giờ có hỏi điệu em. Không hỏi có điệu không vậy, có điệu không? Không điệu em không có chở đi. Là sao, tức là vợ em có cái giống như là muốn đi đâu với em là em phải trang điểm đồ các thứ sạch sẽ đẹp đẽ em mới chở đi, còn đấy. Mà để mặt mộc là em không bao giờ em chở. Nhưng mà mộc cái thì đẹp lắm nha. Chứ không phải xấu. Nhưng mà em không thích. Có nghĩa là vậy. Nhưng tật xấu của chồng. Nhưng tật xấu của em, đó là tật xấu của em đó. Đó là tật xấu của em. Em tự em khai ra trước rồi nhưng đó. Nhưng mà nè, riêng Lý thì Lý có thích trang điểm không? Dạ thích lắm. Đâu gì cũng hợp ha. Hai chồng thì cũng hợp. Trời ơi, chứ gặp chuyện gì làm biến.
Ngoại trừ xong cái là xả liền. Ngoại trừ mà lên sân khấu và đi quay này kia nọ thôi là ở nhà là không bao giờ thấy cái mặt chị Trang đó. Chị làm biến khủng, mặt đẹp lắm chị. Em nói thật nha, nếu cuộc đời em mà cái chân em nó đi được á thì làm phái làm showbiz, em nói thật lòng luôn. Từ nhỏ em đã ham như vậy rồi. Không biết sao từ nhỏ là em biết lấy phấn son của mẹ ha. Mười mấy tuổi thôi mẹ đi ruộng là ở nhà làm lấy cái gỗ đó ra, bắt đầu em vẽ làm điều đó, làm điều là, nhưng mà hồi bắt đầu là chưa quen anh á, là bắt đầu lớn lên được rồi ha, là bắt đầu biết ngựa, nhưng mà cuộc đời chưa biết mua mấy cái đó như thế nào. Cái tới chừng lấy anh rồi, đúng là cái điều thỏa mãn nhất trong cuộc đời em là anh chở em tới ngay chỗ cái gian hàng đó, xong rồi anh ấy bế em vô trong đó cho em lựa thoải mái, mà chị có tin không? Sướng thiệt luôn. Nhưng mà hai người này lại đồng điệu cái đó. Ông này thì thích vợ trang điểm, mà vợ thì lại quá thích trang điểm. Quá thích trang thì điểm. Đó là khỏe luôn. Em là cái mở mắt ra là cái việc đầu tiên của em, xính đánh răng xuống miệng xong là em leo lên bàn đó bắt đầu em làm. Mà được có cái đủ kiên nhẫn ghê gớm lắm. Đợi em làm bất cứ thời gian bao lâu không cần biết. Đợi. Là ngồi đợi. Ngồi đợi mà không có tỏ vẻ là giống như nôn nóng đâu, không, rất là thoải mái, uống cà phê ngồi đợi. Ông khoái mà, ông khoái chị. Ông khoái á. Ê hồi nhỏ chắc sớm mới gọi Lý Điệu không đúng không? Ủa sao nó được vậy? Sếp em gọi em vậy không á? Gọi bằng Lý Điệu. Đừng có nói là nghe cô nhảy xuống hồ cũng là mặt đó nghe. Đúng, chính dạ, đúng xác. Rồi được rồi. Hồi đó mà con hoa sen á thì kêu chứ trời, sao con bé đó nó đi thi mà trông nó xinh thế. Mà không nghĩ là em xinh vậy là em thi đậu đâu. Khi mà để mà chọn đi cho vận động viên Paragame, em là người gớt đầu tiên. Thứ nhất là trắng, thứ hai là có chút xíu con. Mà mặt mày lúc nào cũng dạng chỉnh chu vậy. Ông nói vậy thì đâu phải là vận động viên, ông sếp á. Nhưng mà ông thầy ông bảo là, nhưng mà riêng con bé này, ai tôi không bảo lãnh, nhưng riêng bé này tôi bảo lãnh. Nó có cái nghị lực ghê gớm lắm. Nên là ông bảo lãnh em mới được thi á, chứ nếu không là em rớt ngay vòng đầu. Ồ vậy hả? Hoàng Anh ơi. Dạ. Bây giờ muốn hỏi nè, cô ấy có ghen không? Ghen em á hả? Ghen á. Bản tính ghen thì đó giờ em chưa thấy, tại vì họ ít bộc lộ lắm. À. Mà em cũng không có làm gì để ghen hết á. Ừ. Nhưng mà cũng hay nói lỗ tai nói hoài vậy đó. Anh đừng có làm gì thế này thế kia nha. Ừ. Giống như giờ sống mà hai đứa đang sống gì nè. Mới mốt lỡ em mà có mất trước á là anh, cái thứ nhất cái đầu tiên á là anh mà dè dãn với cô gái nào không hay là gì đó là không. Em xuất hiện ngay trước mặt là cho thôi, anh làm là gì đó như anh thế này thôi, thôi đã dễ sợ không? Hỏi chứ. Em không biết có ghê hay không. Anh làm gì đó, làm gì vậy anh? Lúc đó chắc phải mặc quần vô luôn. Mà cái câu nói đó là thường xuyên xuất hiện trong tay em luôn. Thiệt các em nói vậy. Em không có ghen, em không có như thế này thế kia, nhưng mà ngày nào em cũng ca cho anh bài ca con cá. Thứ nhất là anh cũng không phải là người nổi tiếng, nhưng anh cũng có một chút xíu cái gì đó ở xã hội, nên đừng có làm cái gì mà để ảnh hưởng tới thanh danh của mình, hiểu không? Chứ còn ghen là không, ấy không. Anh đi dạy, anh có rất nhiều học trò thương thầm anh nha chị. Ha, thì mình biết, mình trực giác phụ nữ mình biết. Thì mình bảo là, nói chung, khi mà em cũng vậy, ví dụ ông thầy em quá tốt với em thì em nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường. Nhưng mình thầy giới hạn nào đó thôi. Đấy, để cho cái đối phương bên kia biết là à, cái cương vị ông đó chỉ là ông thầy, ông không có bậy bạ với mình. Còn ghen là không ghen. Ok, quá tốt rồi. Thôi bây giờ tới em nè. Bây giờ tật xấu của anh nè. Đó, tới em đó. Không, mà nói thật sự trong cuộc đời em nha, anh không có tật xấu, nhưng mà cái giống như cái mong muốn thôi, là anh ấy nói nhiều hơn một chút thôi là được. Mà muốn thay đổi đúng không? Muốn cái thay đổi. Cái tật xấu của ông là gì biết không? Biết tật xấu là gì không? Là gì? Nói á. Thì đó, em không biết, nhưng mà anh rất là ít nói. Ở nhà là em nói luôn, thay phần ba cha con luôn á. Con bé đầu nói y chang anh luôn á. Nó không nói gì hết, đằng sau còn đỡ chứ. Tật xấu là ít nói nè. Cho nên cái mong muốn của Lý là mong em nói nhiều lên xíu. Dạ, đúng rồi. Bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, đúng không? Như là ảnh mà ảnh thương em, hay là ngày đó ví dụ ảnh muốn thể hiện tình cảm yêu thương em, ảnh đi ngang cái vậy đó. Là okay. Xong. Ở đi ngang hay nghịch đụng dai chân, nói chung bất cứ vậy đó. Đấy là xong. Thay vì nói vợ hôm nay em đẹp, hay là vợ hôm nay thấy thương quá gì không. Vậy là không có lãng mạn đúng không? Rồi ví dụ như tối mà có muốn nó có nhéo không vậy? Trước khi không, tôi muốn cái mang mê cái vú, cái hung tóc đồ làm búa chua vậy đó. Là biết là anh muốn thôi, chứ anh không bao giờ nói là anh muốn. Không, cái đó là em nói á.
Lâu lâu mà ví dụ nhiều khi công việc nhiều quá với lại hay là căng thẳng cái gì á, riêng em với ảnh mà nếu mà bị áp lực công việc mà căng thẳng á là chuyện đó không bao giờ làm được. Nhưng mà lâu quá em nói anh ơi em móc rồi đó. Không được, không được. Không được, bây giờ nó móc rồi không có được, tối là phải giải quyết nghe không. Ông nói anh cũng thấy anh vậy ấy xong, nhưng mà đôi khi tới chiều anh dạy anh mệt, em cũng đi bán em mệt ấy xong về lăn ra ngủ rồi xong. Ủa em nói em móc mà em. Rồi sao, có lãng mạn không nè? Không, em đó, thấy có mỗi là y như em nói á, chứ thường xong chuyện đó xong rồi là em thích anh nói cái gì đó nhưng mà anh thì không. Giống như anh làm xong cái chuyện đó cái xong anh ôm mình vô anh ngủ cái anh hung trên trán mình cái rồi thế là xong. Không, thực ra cái đó là cái đó là theo chị nghe, theo chị á, mỗi người một kiểu lãng mạn khác nhau. Ví dụ như là cái chuyện mà anh nhéo là chị thấy lãng mạn đó. Thì cái làm vậy đó chị. Lãng mạn đó. Rồi cái chuyện mà anh hung em xong rồi anh ôm em anh ngủ là chị thấy cái đó là lãng mạn đó em. Đó. Được chịu khó con cái là ôm tới sáng luôn á. Thương con ơi chịu khó đó. Là cái đó lãng mạn đó cưng. Trời, hiếu có okay, hiếu có người okay, nào mà được vậy lắm á nghe. Trời ơi. Em hỏi chị chứ cái giường mà dành cho một người ngủ á mà em với anh ngủ được suốt mấy năm trời luôn á. Thấy chưa? Chỉ riêng vậy thôi. Ai lại nhà chơi ha, mấy chị em cũng nói hai đứa baby điên hả? Hay sao cái giường nhỏ gì mà vẫn ngủ được? Tại vì là đêm nào ổng cũng ôm mình nên là nó không có phải là hai thành một rồi đó. Đúng đâu. Rồi bây giờ em mong muốn ảnh thay đổi là chỉ duy nhất là nói nhiều hơn chút xíu. Rồi còn Hoàng Anh thì sao? Muốn Lý thay đổi điều gì? Em chỉ muốn vợ em giống như là cũng hay càm ràm lắm. Mà giống như là càm ràm thì những cái chuyện mà giống như hai đứa mà không hợp ý cái gì, cái càm ràm giống như là càm ràm xong rồi thôi chứ không có gì. Nhưng mà em cũng giống như là không hợp rồi đúng không, em dẹp qua bên không nói tới nữa, không nói tới nữa, em bỏ luôn, đó là vậy. Mong mà vợ em vậy thôi, tức là không có nên càm ràm một việc mà càm ràm đi càm ràm lại. Dạ, đúng rồi. Không nói xong rồi dứt dạc đi. Dứt mà em đi. Chịu khó lắm chị, em chịu khó dẫn chuyện. Có nghĩa là ảnh mà tái phạm một cái việc na ná cái chuyện cũ đó ha, là em sẽ lấy cái đó ra em áp dụng với cái này. Hả? Thì đó bây giờ anh mong muốn vậy đó, em nhắm em bỏ được không, em bớt đi, em bớt đi cho đỡ áp lực. Chị nói nghe nè, bớt cái đó đi thì ổng bớt áp lực. Em cũng bớt áp lực. Cái là ổng sẽ nói thì nhiều đúng không? Không, không có. Có nghĩa là gì nè, ổng sẽ dành thời, tức là khi mà em bớt cái cầm nằm đó đi đúng không, thì là ổng sẽ bớt áp lực nhiều, em cũng bớt áp lực nhiều. Cái tối cái hại chồng khỏi bị móc. Dễ chính xác không? Cái đó đúng, đó, đúng, nó đó. Mới hoài luôn. Tại vì không áp lực là làm được. Đúng không? Em nói là vợ chồng cùng chị. Sau khi mà em lên chương trình này xong em mới phát hiện là thì ra là mình bị mất là lý do mình càm ràm nhiều quá. Ông bị áp lực. Không phải đúng em, nó làm cho người đàn ông bị cục hứng á. Bị cục hứng đó. Nghe. Là áp lực đó. Thật ra như này nè, anh cũng mong muốn rằng là Hoàng Anh sau chương trình này về sẽ hiểu vợ nhiều hơn. Và thậm chí là mình đã lãng mạn trong cái cách mình thể hiện rồi. Đó, nhưng mà anh vẫn mong em có nghĩa là nói nhiều hơn nè, bày tỏ nhiều hơn với cô gái này. Tại cô gái này rất thích cái điều đó. Nghe. Ví dụ như thay vì em vậy nè, nhéo cái con mắm này bữa nay dễ thương quá. Đó. Con mắm đó là dính liền hả anh? Con Lý Điệu này nè. Đó. Không, con mắm dễ thương á. Mắm này bữa nay dễ thương quá. Đó. Bữa nay chăn mắm đó. Đi. Bữa nay chăn mắm đi. Đó. Đó, nghe. Rồi, cảm ơn Lý và Hoàng Anh đã đến với chương trình Vợ Chồng Son ha. Dạ. Chúc cho hai em công việc sẽ thuận lợi nha, may mắn và thậm chí là sẽ yêu nhau nhiều hơn trong những năm tiếp theo. Hạnh phúc dài lâu, hạnh phúc dài. Rồi, cảm ơn anh chị.